mình thích buồn cười cái này là bây giờ tôi, theo anh Phượng sao có thịt bò bỏ vàng vô ăn nó bổ được bề ngang bạn bị dọc gì đâu đúng nói nghe coi. Tôi cái chuyện mà miếng thịt bò mà rắc vàng ấy thì tôi không có không gì biết, nhưng mà tôi biết là 20-30 năm về trước ai có cho tôi một uống một ly rượu rượu ở bên bên Colorado, tức là cái nơi đó là nơi tìm vàng mà, thì nó có một chai rượu mà trong đó nó có những cái mẫu mẫu vàng ấy. Cái màu vàng nó nhỏ 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 bằng nửa hạt gạo, thì trước khi nó uống thì nó sắc 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 lên cho mấy cái đó nó bay ở trong đó, nó bay trong cái chai rượu, cái nó đổ ra cho mình uống, thì mình nhìn đấy là mình biết có đó là vàng thật, tại vì cái dân cái vàng đó nó nói là nó lấy nó tìm ở Colorado, thì tôi uống vào thì tôi biết là thế này nè, nó thì là tại vì nó là vàng mà, thì nó mình uống vô làm sao thì nó ra, thì tôi nghĩ là ý là tại vì cái nước nó không ra trên đường tiểu, thì cái gì mình vô trong người mình thì nó sẽ ra, có hai nó sẽ ra, thì nó ra có hai đường, một nó ra Tôi thấy buồn cười cái là theo tôi định nghĩa vàng là gì, vàng là một loại kim loại mà kim loại quý thôi, nó cũng là kim loại mà kim loại thì không thể hòa tan trong máu được mà nó chẳng có bổ dưỡng cái con mẹ gì trên trời, bởi vì nó không hòa tan đâu mà nó bổ dưỡng, anh thấy rõ ràng không, vì vì lý đó. Rồi vàng thiệt vàng giả tôi cũng không biết nữa, nhưng có điều tôi rất buồn cười là cái chỗ ồ á nó buồn cười. Theo ghi nghĩ sao để ghi Tôi thì cái vấn đề đó là một cái trang trí cho nó dòm thấy nó trang trọng, có nó lý hấp dẫn, nói nhưng đi mà nói lên á thì một số trên dư luận bây giờ nói vấn đề mà ông Tô Lâm á, ông bộ trưởng mà ông uống đó, ông xài đó là bao nhiêu người ở đây còn đang nghèo khổ đủ thứ cái. Nhưng mà tôi nói trên cương vị đi một nhà đó là mình coi như làm việc đó là gọi như đi lãnh đạo, đi đi một cái công tác như vậy rồi, qua bên đó nếu trường hợp người ta đãi thì anh nghĩ sao? Chỉ nói là qua đây đây có cái món vàng, thí dụ cái món thịt bò này của người người Việt Nam là Thổ Nhĩ Kỳ gì đó, người ta mời thì mình vô ăn không biết nó lát gì, mình kêu phải tới đó kêu phải há họng, đương nhiên phải có người hướng dẫn chứ, kiểu như mình không biết ăn sao nữa, người ta phải đút họng, thí dụ người ta phải hướng dẫn anh đó, tất cả gì cũng vậy à, này phải thuộc có về cái bị ăn chứ không phải là được ăn. Và thì thường đó. thường nó thí dụ như, anh vừa nghe là khách tới nhà không trà thì rượu, có Đúng nghĩa là rồi. đặt trường hợp thì tôi nghĩ cái bữa tiệc đó chắc chắn là cái đơn vị chủ nhà họ đãi, Đúng. không ai để người khách trả cả, Đúng rồi. Đúng. thì anh là bà anh đang tăng cái gì nhảy dựng lên cái gì trời, đúng mà bây Bởi giờ vì tới nó đó nhảy dựng, nó thấy một cái mình nói cái bản cái giấy mà tính tiền. Nó sao chép một không cái giấy tính thì tiền á. mẹ nó chứ không quan trọng gì đó, bây giờ nó tiếng gấp Không ba không, bốn thì lần nó thì chuyện bà không cái nghe tụi này nó bởi mới vì nói, nó thấy số tiền nó nhiều. Số tiền nó à. nhiều anh biết không? Đấy, nhưng mà mình nói đi nói lại rồi đó, thì cái chuyện ngoại giao có thể anh phải ăn, nhiều khi không ăn được cũng phải ăn, là lắm khi qua bên đó đó, ở bên nước Anh là nhờ mình để những cái tội phạm nào mà nó vượt vượt qua bên mình đó, cái chuyện trao trả nó chưa ký kết được cũng chưa được, nó thoải mái cái gì mà trao trả một sự việc là nó ngoại lệ chút đi, hay hoặc là Việt Nam mình phải nhờ bên đó, có những cái tội phạm mà gọi là nó trốn qua bên đó thì buộc lòng phải vào đó, chứ thật sự mấy ông đó cũng không phải thèm lạc cái vấn đề đó đâu, không phải ăn để về hãnh diện khoe về quốc hội chung, mấy ông đại biểu quốc hội thì tôi qua bên là bên bên Anh nó đãi tôi này kia đó, mà không có không ai gì đâu, mà tôi nghĩ người nào cũng vậy hết á. Đó, không quan trọng chuyện đó đâu, chừng nào mà nó đem một hũ mắm tôm với một đĩa cà pháo lên, điều đó phải điều quái Không gì đó đúng không, không tù cái đó chẳng có một tay sợ nào nó chịu đây mà nó nghe nổi nó kỳ đó, nó sợ mà nó nghe nó kỳ đó, sợ nó dẫn vô uống mà có bia ôm mà có nàng này nàng kia thì cái vụ nó ta quay được cảnh đó nữa. thôi Đúng không, hồi đó thì mới là nhục quốc thể, cũng phải ăn uống bình thường, hay là có một số như vậy là tôi nghe trên trên YouTube này nó nói nó vạch ra những cái đó, ví dụ như bên Trung Quốc đó, và nhất là Đài Loan, nó có những cái món anh nghe không? Cái món này là thai nhi đó. Thai nhi nó nấu lẩu đó, ăn rất bổ luôn, thai nhi càng đó, già cái đó cũng là cái đề khoản khoa học đó, tôi khổ lắm, nó không cũng không, vừa mà bên uống Trung có Quốc một đó, nó ăn những cái nó lạ đời lắm anh à, nó ăn kỳ khôi không lắm, nó ăn gọi là nó bổ đó, nhưng mà thí dụ mình ăn ở đó thì mới nói mẹ đã tại số không nào chắc không dám ăn đâu, trời ơi tụi ai đúng dám không? ăn khổ quá đi mấy cái chuyện đó, tao À. tao là con người rất ưa được thực tế,
tao theo khoa học cái tao không có theo mấy cái chuyện rùi bu gì không. Và cái nghĩa là người ta câu nói về anh Phượng với anh Cầm thường nghe nó chim bao không sợ sợ người bàn. Đúng, đúng rồi. Lối mình không không rõ ràng. À giống như bạn bè á. Nhất là cái nhất là cái kinh Đỗ Dũng với lại Đất Phạm đấy, dù Vũ Hoàng Lân nó gỡ hoài nó cứ phải như vậy kia, rồi nó nói luôn là kỳ này chắc ông chuẩn bị rớt đài cái bộ chính trị thế này đấy, nhiều khi nó cộng thêm một số bên đây vô đây một số bên mấy kinh bên này à đấy, nó gỡ làm sao bươi móc đủ thứ cái. Không phải, ý tôi muốn nói cái điều tồi tệ chỗ này là có nghĩa là hết chuyện xuyên tạc rồi, bây giờ ta cứ miếng ăn. Cái miếng ăn á, ông ta ta thường nói là cứ miếng ăn là biết tồi tàn. Không ai lấy cái miếng ăn ra để mà bồi cho. Bây giờ cái miếng ăn đó ai đãi hay là mình trả tiền cái chuyện đó mình không cần mình quan tâm. Nhưng mà cái xấu xa ở chỗ nó không biết lấy cái gì để mà nó xuyên tạc cả. Giờ lấy trà nó mới cái miếng ăn. Bây giờ ăn một miếng thịt bò, ăn 10 miếng cả cha ta bắt bớ gì rồi hay. Ăn mà cũng nói phiền, chừng ta nói lại một lần nữa. Thêm cái chuyện này hủ quá tôm đi cà pháo lên á, tụi bay nói được á. U má Việt Nam kỳ quá, nó đãi kỳ quá, nó đãi cho mình nó ăn không à. Đủ mấy chỉ ăn đâu được, thì cái đó mày nói được. Bữa nay đủ ba thằng đều ăn hết trơn mà đủ mình tao đâu, đủ quá. Thêm một cái này nữa anh Phượng với anh Cầm nghe nè. Tôi thấy bên Trịnh Quốc Thiên, cái kinh Trịnh Quốc Thiên nó nói này thì tôi mới thấy một cái người, mặc dù ông nói vậy nhưng mà ông rất thật lắm. Cái vụ mà ông Thủ tướng Phạm Minh Chính mà bắt tay với lại cái cô gì mà chồng người Úc mà cô quốc tịch ông già là người Việt Nam mà lấy vợ Pháp đó, làm ở người ở Liên Hợp Quốc mà bà Kovacs đấy quyền lợi 100 người đàn bà đó quyền lợi đó đấy. Cái bà mà đọc coi bà chủ tịch của cái hệ thống Covax này không, không. Đúng là không, cái đó là tổng giám đốc, tổng giám đốc. Okay. Okay. đây không ai tuyên dương hết, nó thấy người Việt Nam mà bà đó và cũng sự giúp đỡ mà bà đó cũng phải nhìn nhận người công bằng, dành cái số vaccine cho nước nghèo bao nhiêu cho nước giàu, không phải là tự động đã mua, nhưng mà không phải là kể cả Việt Nam người ta cũng phân phối gì đó đâu ra đó mà không thấy ai tuyên dương hết, anh thấy không ở bên đó như mấy cái họ ngại lắm, Quần Lâm ui giờ mấy thằng cha đó chán chết. Không, bên đó anh thì ngại, chứ bên đây thì tôi nói những cái bị cái văn hóa bên đó là báo bên đó là vậy rồi, phải nói như vậy rồi. Ở đây không có ngại ai cả, tôi với ông Mười không có ngại mà tôi muốn chán ngán ai cả, mà có điều vậy nè, bởi vì tôi đã có một cái like rồi, bây giờ thay thế thằng khác thì nó cũng bị trang vậy thôi. Anh hiểu không? Bởi vì cái tờ báo đó, cái nguyên tắc tờ báo muốn bán là muốn sống được rồi. Chỗ đó là phải là như vậy. Bởi vì anh làm khác đi, báo người ai được bị... đâu á. Mấy người kiện rồi, tờ báo người Việt gì đó. Ủa thì đại khái là vậy. Anh làm trái đi nó kiện đi, chủ vậy khổ vậy đó. Thế nó bị đó, bây giờ thành có 10 thằng khác vô thì 10 khác cũng y chang như vậy mà thôi. Anh hiểu tôi nói không? Thành ra mình cũng miễn bàn, khổ lắm, ai cũng không hiểu, ai cũng hiểu được đó. Nói riết rồi mình cũng chán luôn, cũng chán, mình không thể nói được, bởi vì một anh không, khác lên anh bên anh cha Đỗ Dũng hoặc là cha Vũ Hoàng Lân đi nữa thì tôi cũng y chang vậy thôi, bởi vì nó theo cái đường hướng là như vậy, anh làm sai được không đi biểu tình nó lại đi thưa được, nó khổ vậy mà nó về Việt Nam mà nó như vậy không tôi mới khoái, con người mới trung thực, còn về Việt Nam thì được, nó về Việt Nam thì nó làm những cái đi gì ở ngoài đảo rồi đi này kia, rồi hai thằng đi thì thoải mái đi, nó chuyện đâu đó. Thì không sớm vậy này là phải vậy, anh không hiểu gì trên trời ơi, chưa vô đất rồi chuyện xưa rồi, chuyện bệnh quá. Bây giờ tôi thì tôi thấy những cái đó thì ấm ức lắm, dường như tôi cũng mới lên nghe đây thôi, YouTube này mới biết chơi đây thôi, còn mấy anh thì đã lâu rồi, mấy anh đồ nó ngán rồi chán rồi, còn tôi thì thấy hấp dẫn mà tôi cuối cùng là tôi thấy ôi trời ơi cái này cũng xương sóc không chứ đâu có đẹp thà gì đâu. Đúng không, anh thử mình nói lên những cái đó để mấy đứa trẻ nó bây giờ nói một cách như vậy nè, mà không biết mấy anh đồng ý không, sau những năm tháng thăng trầm của đất nước á, thì những lúc gần đây mình mới cảm thấy là đất nước mình đang vượt trội anh Phượng, anh thấy sao? Có nghĩa là từ họp bàn quốc tế, hội luận cao ủy Liên Hiệp Quốc, rồi tiếng nói Việt Nam càng ngày càng trọng lượng,
chẳng những về tiếng nói có trọng lượng mà vấn đề kinh tế Việt Nam cũng có trọng lượng luôn. Bằng chứng là sắp sửa tới những cái mẫu xe điện của VinFast đang xâm nhập thị trường Mỹ. Đúng rồi, đúng. Và có thể là chúng ta sẽ mua, không biết Phượng mua không? Chắc tôi mua cái nữa quá. Mua cái gì đó. Cái tháng này này, hai mươi mấy trên LA họ có tổ chức cái live show, cái show khá. Đúng rồi, mà. Nghe nói. Anh, cái lúc mà anh qua đó, không biết để tôi coi, tôi chỉnh lại coi lúc mà anh qua đó, nếu mà nó còn đó là tôi sợ đấy. Dạ, yeah, tôi nếu mà nó còn là tôi chở anh đi. Rồi, thì, okay. Thì mình biết là như vậy, mình cũng mừng đấy. Mình cũng mừng là cái ông Phạm Nhật Vượng này, ông mở cái nhà máy ở Cali. Thì khi mà làm ở đây ấy, thì là dân Cali họ sẽ mua, mà dân Cali nó tiến bộ lắm á, chứ không phải không á. Quay vậy chứ, người Cali nó tiến bộ, mà hy vọng đó, lúc đó là mình sẽ chơi được cái để làm kiểm. À, nhớ đi, tuổi okay. Già mình cái leo lên cái VinFast, không biết có bùi trần không ta đưa mặt ra. Không có đâu, nó chỉ có hai cái thôi, chứ không có bùi trần đâu. Cái là anh Phượng với anh Cầm. Tôi có một cái vui nhất là tôi vừa coi là cái đường xe mà đường Cát Linh Hà Đông đó. Đấy, mới thử để mà đi miễn phí đó, để người ta đi hướng dẫn mình. Nếu mà người ta giải thích hết rõ đàng hoàng đó, thì không ai có lỗi hết á. Chỉ cái nhà thầu mà hầu như bên Mỹ vẫn bị cái đó mình không phát bàn người đó một cách đơn giản. Ở Mỹ này nè, mà có nhận những cái đường cũng đường sắt nó đã chậm trễ Phượng 12 năm nay mà không có nó vẫn có đầy đủ, nhưng mà nó khổ cái gì không hiểu mà Duy không hiểu rồi. Ở đây nó có những thành phần khoái chọc quái và chăm chọc, cái chuyện không có một mẹ gì á đủ quá, nó cũng chăm chọc được mà uống kia mấy cái chuyện đó. Thì bữa nay đã khánh thành, đã thông xe và cái đường đi 15 ngày chạy miễn phí, thì không thấy ma nào nói trên đời vậy. Đó. Cái tin vui hả, đúng là nó sắp thừa hiểu. Mình thừa hiểu chuyện ở lâu rồi, bà cha ghi là cho mới lên cho không rành. Em tôi nói cho ghi nghe nè, không phải chuyện đó chuyện nhỏ. Ngày xưa là biển là đảo là bất ứng thành đô. Đúng rồi. Đúng là cá là cảnh. Nói chung là tất tần tật. Chuyện gì nó cũng nói được em. Cái chuyện gì nó cũng nói được trơn á. Uống kia thì biết thịt bò, nghĩa địa gì, mai mốt cộng ra bốn nó nói luôn. Cộng ra bốn rượu, ba chồng ở Việt Nam sẽ nó dài thòn, nó tốn chết mẹ luôn. Qua bên Mỹ thì sao nó ngắn ngủn gì, nó bán mắt mẹ, nó cũng nói nữa. Nó ngồi nó kiếm sao mà nó kéo dài câu chuyện nhiều. Đó, nhưng mà nó cứ qua cưa lại như đó. Thì cái thằng nó giống như đánh bóng chuyền anh, nó bóng chuyền cái này chuyền qua kia chuyền lại này, đập tới đập lui nó là cái dạng vậy. Thấy cũng nói mà nghe ghi nói cái đó mình thấy cũng tội nghiệp anh. Mình ở dưới San Diego này dân này là dân nhập cư rất nhiều hơn chỗ anh cầm dân San Diego của mình nó là dân nhập cư đủ mọi nơi đấy. Mình có được thì là mấy hai ba chục năm nay mình cứ được dịp may mình làm việc với đủ loại người nhá, đủ loại người nhập cư, người da đen da đỏ ở bên châu Phi qua, người bên châu Âu qua, người mấy người nhập cư là mình gặp, mình làm việc với rất nhiều người, mình làm việc với cả những người Iran, Iraq chứ không phải không á. Mình mới nghỉ 2-3 năm nữa thì mình biết như thế này nè, thế tội nghiệp lắm anh. Chỉ có làm trong tất cả mọi người á, thôi bây giờ đừng có nói xa, trong tất cả mọi người mà đến người nhập cư đến Mỹ á, mình chỉ nói so cái người Việt Nam mình á, so cái người Việt Kiều mình chỉ so với người chung quanh thôi nhé, so với người Mã Lai nè, người Campuchia, người Lào, mấy người Phi, những người chung quanh mình đó. Có mỗi con Việt Nam, mỗi lần ông mở miệng ra thì ông nó hành, nó tỏi, nó chỉ chiết hành tỏi Việt Nam, thế tội nghiệp ghê ạ. Còn mấy người khác không, mấy người kia nó qua thì cũng giống mình thôi, nhưng mà họ nói về cái cố quốc của họ, họ nói chuyện có phải rất lịch sự và rất là kính trọng. Anh biết không, con anh đó, anh Việt Kiều bên đó, anh về đây là anh có vợ bên đây rồi, anh cũng lớn tôi chắc chừng 2-3 tuổi gì đó, năm nay cũng 70 ngoài, tướng ngon lành lắm, bên Mỹ về đây hiện trắng trẻo mập mập lắm, nhưng mà số tiền nó cũng có hạn thì nó xài đây. Cái bây giờ nó có đồng tiền anh dặn kiểu mà cho tiền góp người ta đó thì cứ thu đó, theo vợ sống đó. Vì tôi nghe là không biết đúng hay sai. Ví dụ như bây giờ mình ở bên đó thì mình lãnh được cái tiền gì, tiền hưu, tiền gì hưởng. Còn okay. Mình ở đây là mỗi lần lãnh mà phải qua bên mới lãnh được phải không anh?
không có đâu. Có đánh dùm anh được ở đâu nước quốc gia nào nó là tự động tiền nó tới đó thôi, tại vì anh hiểu tất cả à, mọi người dân nước Mỹ đều có tài khoản ngân hàng cả. À, hiểu không? À, thì tôi không biết. Thì cứ tới tháng vậy là cái đồng tiền nó tự động deposit deposit. À, thì đó tôi không biết là thành thử anh. Mà tôi thấy ảnh á là ở đây vợ rồi phải mua được cái nhà hai chồng ở của hạnh phúc, không có con cái vậy đó, thì đồng tiền sống mạnh những người xung quanh này nó không đi tránh bài rồi đó, nhiều khi ông nói vô chơi mà không có tiền, xạo đó, góp vốn vô đâu đó cái mà mượn là không trả thì sau này không chơi nữa, rồi thời gian sau thì chính quyền ưa về bắt đánh bài lắm thì tự hạn chế. Nhưng mà anh có những cái anh nói ông còn bệnh học, anh cứ nói bên Mỹ anh như nè, mà bữa đó gặp tôi thì tôi nói cũng nhẹ lắm, anh nói chuyện chữ thề á, anh nói bên Mỹ người ta ngon tự do đúng làm nhà cửa này nó, còn ở đây làm ở nhà chút xíu lên là nó đủ nó dịp sập luôn á. Rồi hỏi đất đen làm, anh làm đất nông nghiệp chứ anh làm anh xin kiểu mục đích lên xây dựng, rồi anh xin phép đất nhà thì ai giật anh đâu, mà nó cái đất đó, đất của mình cái gì đó, anh không hiểu cái luật nhà đó toàn là dân xạo ke không, ở đâu cũng vậy, anh nhập người ta gọi là anh đi nhập gia thì tùy tục, anh hiểu tôi nói không? Mà bên Mỹ cũng vậy. Anh nhập gia tùy tục, Mỹ vậy. Anh lấy đất nông nghiệp anh đi đất nhà thì đủ, nó bắt anh là phải rồi còn gì nữa. Mà cứ nói người ta là ác đức rồi đó. Ông nó mà nói chuyện cũng lỗ mãng lắm, tôi nói nếu mà vậy là tôi dẫn anh lên ở trên ủy ban xã thôi, anh nói cái ý kiến của anh rồi sợ chết màu tổ luôn. Đó vậy đó. Đấy. Bây giờ Việt Nam nó xấu tánh rồi đó, không chấp không chấp thì đi. Ở bên này á đụ mà thằng cảnh sát Mỹ nó hét một cái là đụ má nước đáy nó rớt ra rồi, đụ má rớt ra rồi, đụ. Rồi, thêm một cái nữa. Một ông nhà tu ông nói cái gì vậy nè. Ông nói cũng nói bên Mỹ thế này ngon lắm, bên nước ngoài ngon nè, đủ thứ cái. Tự do đi đây đó rồi. Ở đây đi bắt tụi nó bảo hiểm đủ thứ cái hàng mà lần nói này kia. Tôi mới nói đó. Mấy ông cho là cái gì cũng khó đây nè. Mấy ông nói người nào cũng giỏi, thử mấy ông nè. Bác nhà xương cạo đầu chọc đầu thử mấy ông đi không đủ nó bảo hiểm thôi. Không có thằng công an khu vực. Nó họ tâm cắt lờ mày xíu đi. Có nghĩa là có họ có người họ không có hiểu được cái chính sách của nhà nước mình. Khi người ta bắt buộc bộ bảo hiểm là người ta giữ gìn cái sinh mạng cho mình. Rồi ở bên Mỹ này đi xe hơi, đụ má vô ngồi xe hơi, động bảo hiểm nặng con mẹ gì nữa. Bởi vì cái lập luận của nó ngu si hết, tôi nói người ta mình cũng không bàn mấy cái thằng khùng ở đâu. Mấy cái thằng đó dây quàng về đất nước và khi anh về đất nước Việt Nam anh ở, anh là người Việt, anh có cái tinh thần tích cực, cái điều đó không ai nói cả. Nhưng khi anh bất mãn một chuyện gì đó, người Việt Nam nó xấu gì đó, anh bất chuyện bất mãn chuyện gia đình của anh hoặc anh bất mãn chuyện số mà anh cứ lôi ra cái chuyện của nhà nước ra anh chửi luôn. Bởi vì thường thường người ta vô bàn vô tiệm quán xá rồi thì nó có cái đi nghịch lại cho nó hấp dẫn câu chuyện, người nói chuyện vô dựng nhà cãi chơi chứ đóng góp xây dựng để mà phát triển lên thì không có, đi chống ngược lại đấy. Ở đây nó có những cái gì đó, thành thử tôi sống ở đây dường như tôi muốn cô lập đó, tôi riêng biệt mình tôi à. Mà người nào mà nói chuyện tôi rồi đó thì tôi chọn người nào nói chuyện nó có đâu có đô có đầu có đuôi, có chuyện gì nó cụ thể chứ đừng nói chuyện mơ mơ hồ hồ rồi nói chưa hết trong bán này là tôi không. Ok hiểu rồi. Thì thôi coi như bữa nay ghi bữa nay là coi như sơ giao đi, mình anh em mình gặp lần đầu tiên ha. Thì bữa nay kết thúc live này hôm nay đi, rồi bữa nào có chủ đề hay thì anh em mình lên bàn luận tiếp. Đồng ý không? Ok. Dạ đúng rồi. Rồi gửi rồi. Rồi chào mọi người dưới đi ghi. Rồi mình cũng chào mọi người. Rồi.